Thưa quý vị, liên quan đến một thông tin mới đây cho rằng hiện trên thế giới có hơn 73.000 camera an ninh đang bị thâm nhập và theo dõi, trong đó có gần 1.000 địa chỉ IP camera an ninh là ở Việt Nam. Vậy thực hư của sự việc này là như thế nào? Phóng viên Nguyễn Ánh đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng BKV để cung cấp đến quý vị những thông tin cụ thể về vấn đề này. Thưa ông, thông tin về việc là khoảng hơn 1.000 camera an ninh tại Việt Nam đang bị rò rỉ thông tin và bị theo dõi. Vậy điều này có thể xảy ra hay không và xảy ra như thế nào? Nguyên nhân là các hệ thống camera an ninh hiện nay đều có tính năng kết nối Internet, và khi người sử dụng không thay đổi cái thông tin đăng nhập mặc định, ví dụ như là thông tin của nhà sản xuất vẫn để nguyên thông tin như vậy, thì khi mà kết nối với Internet thì bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể kết nối vào cái camera an ninh đó để xem thông tin. Vậy ai sẽ là đối tượng mà thường bị các hacker nhắm tới để mà tìm kiếm những thông tin trên camera an ninh nhà mình? Các tin tặc, các kẻ tấn công thì không nhắm vào cụ thể đối tượng nào, mà nó sẽ tiến hành quét toàn bộ các cái địa chỉ IP ở trên Internet. Thì nếu mà cái hệ thống camera nào có kết nối Internet mà có cái thông tin đăng nhập yếu hoặc không có thông tin đăng nhập, tức là có thể dễ dàng truy cập từ ngoài, thì có khả năng sẽ bị xâm nhập. Cái khuyến cáo đối với người sử dụng hiện nay là gì? Người ta có những cái giải pháp trực tiếp nào, cụ thể nào để giải quyết cái tình trạng đáng lo lắng này? Hầu hết các cái camera hiện nay đều có tính năng kết nối Internet. Điều này nó giúp cho những người sử dụng có thể là từ xa kết nối xem thông tin trên camera thông qua các cái máy tính xách tay, máy tính bảng và thậm chí là điện thoại di động. Thì đây là tính năng cơ bản của các hệ thống camera hiện nay. Người sử dụng nên ngay lập tức là đổi cái tài khoản đăng nhập vào cái hệ thống camera của mình. Và đối với những cái công ty tổ chức khi có nhu cầu giám sát từ xa thì có thể phải trang bị thêm một cái giải pháp xác thực trước khi mà cho phép truy cập hệ thống camera, ví dụ thiết lập hệ thống VPN cho cái kết nối từ xa trước khi xem được nội dung camera. Và đối với những hệ thống camera không cần kết nối Internet thì cũng cần bỏ cái kết nối này để tránh có thể việc bị xâm nhập từ ngoài. Xin cảm ơn ông về thông tin vừa chia sẻ.